nhìn phần trình diễn của em á, anh chỉ có hai chữ đầu của anh thôi, đó là Thảo Trang. Mà sao anh nhìn thấy hình ảnh Thảo Trang ở trong con người này? Tại sao? Vì anh hình dung cũng giống như là Thanh Duy gì đó, khi mình nhìn thí sinh ở đây không phải là mình chỉ xem coi là hát hay hát dở làm sao, đẹp hay xấu vân vân, mà là mình có thể làm được gì. Và khi mà hình dung tất cả mọi thể loại hát, mọi thể loại trình diễn, thì anh luôn thấy là em sẽ rất là hợp với Thảo Trang. Bởi vì có thể về nhảy, nhảy thì Thanh Duy có thể làm được, Thảo Trang cũng có thể làm được. Nhưng em có một cái mà anh thấy rất là hợp Thảo Trang, đó là cái sự gai góc. Và người ta nói ví dụ như vợ chồng có tướng phu thê, thì anh nghĩ rằng là thầy trò khi ghép hai khuôn mặt lại với nhau, anh cũng nhìn được Thảo Trang và em là một cặp và rất là phù hợp. Còn nói về bản thân của anh thì em có mọi thứ mà anh ganh tị. Bởi vì em có thể nhảy rất là đẹp, em có thể vừa hát vừa nhảy. Anh biết là cuộc đời này của anh, kiếp sau thì không biết sao, chứ kiếp này là không nghe được như em rồi đó. Đúng không? Và em cũng rất là đẹp trai, thân hình mà anh cũng không thể nào mà có được. Cho nên là anh nghĩ rằng là chị Thảo Trang sẽ rất là vui khi mà có một cái đối trọng tuyệt vời như vậy, để có thể có được những cái sản phẩm tuyệt vời gửi đến khán giả. Vâng.